Xin chào các bạn. Trong video này thì con xin phân tích các chỉ số quảng cáo trong Google AdMob. Đây là một cái phần cũng khá là quan trọng đối với những bạn nào startup và muốn phát triển chiến lược kiếm tiền trên Google AdMob, thì các bạn cần phải biết tất cả những cái thông số trên cái phần chỉ số quảng cáo của Google AdMob. Sau khi các bạn mở lên cái phần giao diện của Google AdMob, với cái quá trình các bạn publish app của mình và tất cả nó trả về với những cái phần gọi là request, cái phần yêu cầu hiển thị quảng cáo trên app của mình. Thì trên cái giao diện của mình, trên cái phần hình ảnh mình chụp lại ở đây thì gồm có những cái phần sau các bạn cần phải chú ý và cần phải hiểu. Vì ở đây là phần số tiền của thu nhập của mình tháng trước, còn đây là phần của thu nhập của mình tháng bây giờ, dự tháng bây giờ. Còn cái phần này, đây là cái số tiền thu được quảng cáo từ ngày hôm qua. Và phần trong cái phần chỉ số này là phần thu được từ cái số lượng quảng cáo của ngày hôm nay, tất cả những user đang sử dụng. Thì trong cái phần check ở đây thì đây là phần đây là cái phần thu nhập vào ngày hôm qua, và trong cái chỉ số màu đỏ đó là cái phần giảm phần trăm và giảm cái số tiền của ngày hôm trước nữa. Nó sẽ tính được cái độ tăng và giảm của mỗi thu nhập mỗi ngày. Và cái phần chỉ số này là request, đây là cái chỉ số 72k, đây là cái chỉ số yêu cầu nó hiển thị ở trên cái app của mình, cái app gọi là chủ nhân của mình, tất cả những cái user đang sử dụng thì Google AdMob nó sẽ hiển thị ở trên đó 32.000 lần. Ok, thì cái yêu cầu 72.000 lần, nhưng mà trong cái chỉ số 51.000 này, đây là cái chỉ số impression, là chỉ số hiển thị lên và người ta thấy, những user đã thấy. Và cái match rate thì đây là cái chỉ số chính xác bao nhiêu phần trăm trong tất cả những chỉ số này. Và cái quan trọng hơn nữa đó là cái chỉ số ECPM. ECPM là cái chỉ số với cái tính là mức thu nhập của 1.000 impression. 1.000 impression thì mình kiếm được là 4 đô. Cái chỉ số này tùy theo mỗi cái tài khoản của mỗi người, và tùy theo một cái chủ đề các bạn làm app nữa. Ở đây là cái chỉ số nó lên xuống từng thời gian, từng ngày, và chọn từng cái đề tài quảng cáo, đề tài cái app của mình nó hiển thị. Với 1.000 impression thì chúng ta sẽ kiếm được thu nhập là 4,34 đô. Đây là cái thông số nó hiển thị lên như vậy ha. Cái phần as earnest performance, performance này là cái phần nó hiển thị chi tiết về cái phần là full screen, ví dụ như là hiển thị quảng cáo full screen trên một cái giao diện của Mobi thì nó hiển thị lên thì ngày hôm qua thì mình kiếm được chừng này ha, và banner full screen và banner. Ok, và đi vào những cái chi tiết hơn thì các bạn sẽ tìm hiểu trên cái phần là các bạn nhấp chọn vào phần report. Trong cái phần report này thì nó hiển thị lên trên cái phần một cái giao diện report và thể hiện chi tiết những cái phần thông số, những cái chỉ số trên Google AdMob, số lượng clicks. Ok, ví dụ như là ngày hôm qua trong cái phần AdMob network request thì nó gồm có 32.000 match request, là cái chỉ số thông minh, là chỉ số yêu cầu, là gồm có 69.853, và match rate thì đây cái chỉ số chính xác của cái phần trăm impression, là cái chỉ số hiển thị
user khi mà click vào app, sử dụng app mình và nhìn thấy được cái quảng cáo đó. Rồi thì trong cái việc nhận cái chỉ số này thì lên và thông báo cho chúng ta biết như vậy. Nhưng trong cái click, đây là cái phần khá quan trọng để chúng ta kiếm tiền từ click và impression. Trong phần thông số 51.000 hiển thị và user nhìn thấy như thế này thì có sản xuất đó là gồm có 1.882 lượt click vào một cái hiển thị quảng cáo trên cái app của mình ha. Và impression CTR thì đây là cái tỷ lệ phần trăm giữa impression và tỷ lệ click vào. Đấy. 51.000 thì gồm có là 1.088 sắp xỉ là 1.882 lượt click vào trong cái quảng cáo của mình ha. Ok. Impression RPM RPM thì đây là cái số tiền mà chúng ta kiếm được từ 1.000 impression ha. Còn cái phần estimated earnings thì đây là cái mức thu nhập của ngày hôm đó, tính bao quát của tất cả những cái thông số này để kiếm được cái thu nhập này ha. Ok, thì như vậy các bạn đã hiểu sơ qua về tất cả những cái chỉ số trong Google AdMob để các bạn hình dung được và các bạn có thể đo lường và các bạn tạo ra một chiến lược. Thì trong cái phần này, đó là phần tiếp theo slide này thì cho các bạn hiểu rõ hơn những cái chỉ số AdMob Network Request, đây là số lượng yêu cầu hiển thị quảng cáo AdMob trong app, eCPM thì đây là doanh thu kiếm được, 1.000 impression và 1.000 hiển thị, trong đó là bao gồm cả CPC và CPM. Match Request thì đây là cái tổng số hiển thị khớp với AdMob Network Request. Match Rate là cái tỷ lệ so sánh với impression và CPM request. Impression là cái số lượng đã hiển thị quảng cáo có thể user nhìn thấy được và lướt qua hoặc là click vào. Click đây là cái số click mà user click vào cái quảng cáo AdMob trong cái app của mình. Impression CTR thì đây là cũng tương tự giống như là eCPM ha. Impression RPM thì là doanh thu cho 1.000 impression. Estimated earning thì đây là thu nhập của từ quảng cáo. Ok, đây là cái video mình giới thiệu qua về tổng số tất cả những cái chỉ số trong cái Google AdMob để các bạn hình dung và phát triển được cái chiến lược kiếm tiền Google AdMob của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi trong cái video này.